Quý khách ơi, hôm nay mình có một cái lô mai con quấn rễ mới toan luôn cả nhà. Em muốn giới thiệu cho cả nhà mình ha, với sự kết hợp mẫu mã đa dạng, kiểu đế là bí, bí năm muối nè, bí một bên. Cái bí một bên này nữa, cây lớn đẹp lắm luôn cả nhà. Rồi lò xo nè, rồi em thấy là có bệ nữa. Đó, nó nằm ở phía trên này, rồi dưới này là mấy bốn cái rễ là giống bệ ha. Và đặc biệt một điều nữa là nó đa dạng như vậy nè, thì quý khách mình trồng á, nó sẽ có rất là nhiều mẫu mã ha. Đây kiểu này nữa nè cả nhà, và đại đa số khoảng cỡ 60-70% là bốn muối nha cả nhà. Đó, thì cái lô mai này á, một cái điểm rất là đặc biệt và nổi trội đó là chúng ta tầm thông được. Cây thì chi cành nhánh nè, quý khách xem ha, chi cành nhánh nè, đó nó rất là nhiều luôn, xum xê. Và rồi á thì cái loại này á là nó cao trung bình là 50cm đổ lên, và thoát thân thì cực ngắn. Em quay xa cho cả nhà xem nè, cái thoát thân nè cực ngắn đúng không ạ? Rồi cái chi cành nhánh là đã ưng rồi nè. Rồi liệu là Quỳnh có gửi đúng mẫu mã, đúng cái bí và các cái mẫu này hay không? Đây là câu hỏi của cả nhà đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn với cả nhà rằng á là đây thì khi mà Quỳnh khảo sát đại á, Quỳnh moi thử đại rồi chế nước cho cả nhà mình kiểm tra nè, đó thì nó ra được mấy cái kiểu rễ dày. Và nếu như thật sự mà quý khách muốn sưu tầm những cái mẫu như thế này đó thì alo cho Quỳnh ha. Và khi em gửi á thì cả nhà về chịu cực có là mình moi cho mình rửa, mình kiểm tra như vậy giúp Quỳnh ha. Còn tại thời điểm này em cũng làm thử cho quý khách xem. Rồi cây như thế này giá chỉ có là 12.000 một cây. 12.000 một cây, em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây, và em sẽ tặng cho quý khách là 2 cây. Còn 100 cây thì tặng 5 cây. Và tin vui với khách là em sẽ bao phí vận chuyển nha cả nhà luôn. Từ 50 cây nha cả nhà, đối với mai bí ha, và đế quái lộn xộn này. Rồi thì cây á là đây có cái kiểu này quái vô cùng luôn nè cả nhà. Đó ha. Ví dụ như có xê dịch khoảng cỡ 45 thì quý khách cũng đừng có giận em Quỳnh nha. Bù lại mấy cây này nè, mấy cây này khoảng cỡ là 60 nè, 60, 65, 70 luôn á. Đó, cả nhà thấy không? Đó, em đa phần nha, em chốt lại với khách nha, là khoảng cỡ 70% là được bí 4 muối nha. Trong đó khoảng 10% là bí 5 muối, 5 muối này nè. Đó, bí 5 muối này thì ít nha cả nhà. Và cái bí này nè, bí 4 muối là nhiều nè. Rồi bệ nè, rồi một bên. Thật ra cả nhà, ai mà thích cái bí một bên này nó cũng rất là đẹp luôn á, nó lớn lên ha, nhìn nó rất là duyên. Thì mình có mấy cái mẫu mai ghép á, nó đẹp lắm. Ai biết hết. Rồi cái mai này là mai vàng ương hạt lộn xộn, hoa của nó từ 5 cánh trở lên ha. Quỳnh theo như Quỳnh thấy thì quý khách thể sưu tầm mấy cái loại này nè. Rồi mình về mình kiểm tra mặt hoa đẹp thì mình để, không đẹp thì mình có thể là cắt ghép nha cả nhà. Rồi bây giờ là em qua một loại nữa, đó chính là hồ lô. Thì cái hồ lô này hồ lô cháo nha. Hồ lô cháo thì Quỳnh cái mẫu hồ lô này á là nó rất là đặc biệt. Nó được cấu tạo bởi hai cái muối sơ dừa to. Hai cái quần sơ dừa to, và mỗi cái quần ở trên nó chỉ có một cái rễ thôi, còn ở dưới nè nó sẽ được ba cái rễ. Một. Nó sẽ được 2 đến 3 cái rễ. Đây, ví dụ như cây này. Đây cả nhà thấy rất là rõ ha. Đó, cái này là được 2 cái ở trên và 3 cái dưới nè cả nhà. Thì mình nhìn y như là cái trái hồ lô ha. Và cây á, thì nó có chiều cao trung bình là 45cm đổ lên. Đây quý khách nhìn có rõ không ạ? Đây. Đó, nó được khi mày về quý khách kiểm tra như vậy giúp em luôn ha. Em cũng sẽ làm mẫu vài trái cho cả nhà xem thôi. Đó, thì nó rất là đặc biệt. Cái mẫu này là mẫu mới luôn, mới to luôn nha cả nhà. 19.000 một cây, và em Huỳnh sẽ ship từ 30 cây, bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn, không phát sinh một chi phí nào nữa cả ha. Cứ tính là 19.000 một cây nha cả nhà. Rồi thì những cái mẫu như thế này nè, nó rất là đa dạng luôn nha. Về sau này trồng lớn lên nó rất là lạ luôn nha cả nhà. Và cũng là mẫu mới, và hình cái hình hồ lô thì quý khách thấy rồi đó, các cái khoảng của rễ nó thưa, nó sẽ tạo một cái hình hồ lô rất là đẹp. Và để mà cái rễ nó ra ngoài như thế này thì mình cũng phải trồng chăm, phải ương chăm đó, và nó phải thời gian là dài hơn những cái loại khác nha cả nhà. Đó, mình phải
ương á, trong thời gian là dài, đợi cái rễ nó là nó to rồi mình mới quấn được ha, rồi vào đây á là nó đi một thời gian nữa, nên thành ra cái cây á mặc dù là thấy là nó ngắn hơn những cái loại kia nhưng mà lại nó cao hơn, là lý do là vậy á cả nhà, nó mất gấp đôi thời gian luôn. Rồi ai thích hồ lô thì alo em hồ lô nha, hồ lô. Rồi bây giờ em có một loại nữa, một loại nữa là giá 5.000 cây nè quý khách, 5.000 một cây thì em muốn đế lộn xộn nè, trong này có hình thú nè, hình quái rồi đó, các kiểu, và này không có bí nha, cái này không có bí, đa số là thú với lại là hình quái lò xo các kiểu như thế này thôi. Thì cái chiều cao của nó là trung bình khoảng cỡ 4 tấc cho đến là 6-7 tấc, thì cái mẫu này em bán là 5.000 một cây, 5.000 một cây ha, và em không bao ship nha, mẫu này em không bao ship. Nếu như ai mà lấy thôi thì nếu mà ai mà khách nào mà lấy 200 cây á thì em sẽ hỗ trợ 50% tiền ship ha. Còn nếu như quý khách lấy dưới 200 cây thì chịu tiền ship giúp em nha. Thì cái mẫu này là cái mẫu hình thú nè, rồi quấn đế rễ đa dạng các kiểu. Em bán chỉ có giá là 5.000 một cây. Rồi. Bên này là cái mẫu này hôm nay em thanh lý luôn. Thanh lý giá chỉ có 4.000 một cây luôn. Và 4.000 một cây luôn ha. Thì nó cũng đa dạng mẫu mã nè, nó cũng rất là cứng cây nha cả nhà. Đó, thì mẫu này em bán 4.000 một cây, quấn rễ lộn xộn nha. Quấn rễ lộn xộn các kiểu nè. Cây thì nó cũng xanh ha. Đó. Tốt mịt luôn nha cả nhà. Rồi 4.000 một cây. Em cũng ship từ 50 cây ha, tặng 2, 100 cây thì tặng 5. Đó, ai thích cái lô này thì alo em ha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.